Anh, em ở Lai Châu, đi nơi mà em có mấy tiết mục, hai tiết mục, nhờ anh quay của em, quay của em từ bên Lai Châu. Em chỉ đạo các bạn đi, anh cứ tới quay, quay hết sau cái này mình đi Lai Châu anh quay nữa em đi, quay chụp được. Đây đây đây. Ghi số điện thoại ở đây thì mình... tên là gì? Em Tranh. Không không, ghi vào đây, mình đang quay. Anh cứ quay đi, em lấy số Zalo, em xin số Zalo anh. Là việc. Số điện thoại. Việc, việc, việc. 0909 018541 8541. Anh vô ba đây đúng không? Đúng rồi. Em Tranh em kết bạn đây. Con ở em Tranh hóa. Không, em Tranh ở du lịch Lai Châu, phòng quản lý du lịch. Trung cấp văn hóa. Không, em ở tỉnh. Ừ. Em ở phòng quản lý du lịch ở anh Việt ạ. À? Ừ. Mình cũng làm với du lịch. Thế ạ? Vâng. Làm tư vấn du lịch. Vâng, vâng. Tư vấn về du lịch cộng đồng, phát triển du lịch cộng đồng. Vâng, ok anh. Anh cứ quay đi, xong rồi tí nữa có gì em xin anh tiết liệu ạ. Sao là anh coi như là du khách. Anh coi như là du khách, khách quan. Chuyển sau nhá. Có thể tối cần chuyển nhá. Vâng, ok anh. Lai Châu rất hay. Vâng, Lai Châu của anh còn hoang sơ lắm anh. Đấy là chính cái hoang sơ mới là cái hay. Vâng. Và mình đừng có thay đổi gì nhiều. Vâng, vâng. Cái này hoang sơ đấy. Vâng. Đây là của Duyên này, còn đây là của em này. Rồi, rồi. Em ở sở đây. Đây, phòng của em đây. Tranh. Ừ, anh lên anh alo cho ai được mà. Hoặc là trước khi đi anh tham khảo ý kiến anh em bọn em mà. Rồi. Từ đây anh có đoàn hoặc là anh gia đình lên Lai Châu. Tư vấn cho anh 2 ngày hay là 3 ngày gì đấy. Ok anh. Em văn hóa người Châu này. Đúng